Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự 22 giờ của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Philippines, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng đến Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi thư chúc mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin. Thưa quý vị, hôm nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến thăm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Tây Ninh và Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Tây Ninh. Sau khi lắng nghe báo cáo của tỉnh Tây Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng đã xuất hiện nhiều biến chủng mới nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng nhân dân, làm ảnh hưởng đến sản xuất, phát triển kinh tế của tỉnh. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu CDC không để dịch bệnh lây lan, chăm sóc sức khỏe bệnh nhân thật tốt, hạn chế tối đa tử vong. Đến thăm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Tây Ninh và Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Tây Ninh, Thủ tướng đánh giá CDC Tây Ninh là một trong những trung tâm kiểm soát bệnh tật địa phương đầu tiên trong cả nước được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm COVID-19. Vì vậy, chuyên môn điều trị COVID-19 của CDC Tây Ninh có chuyển biến so với trước đây. Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, CDC Tây Ninh cần bổ sung hệ thống xét nghiệm, bảo đảm vật tư y tế. Bộ Y tế cũng sẽ bổ sung cho Tây Ninh 5.000 bộ test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2. Thăm Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Tây Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương và động viên y bác sĩ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Tây Ninh. Từ ngày 30 tháng 6 đã chuyển đổi công năng thành bệnh viện điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 với công suất tối đa 82 giường, hiện đang điều trị hiệu quả cho 42 bệnh nhân. Đồng thời mong muốn các cán bộ, nhân viên y tế tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân, tuyệt đối chấp hành các quy định về phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, luôn luôn nghiên cứu, nâng cao năng lực chuyên môn điều trị cho bệnh nhân thích ứng với những diễn biến mới khó lường của dịch. Kết thúc chuyến công tác tại Tây Ninh, chiều nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra việc phòng chống COVID-19 tại phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức, thị sát bệnh viện dã chiến tại khu tái định cư phường An Khánh, thành phố Thủ Đức. Cũng trong chiều nay, Thủ tướng cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi và động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả sau 2 ngày thực hiện theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng. Sau 15 ngày, phải đưa thành phố Hồ Chí Minh cơ bản trở lại cuộc sống bình thường mới. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp giao ban trực tuyến giữa Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay tại trụ sở Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tham dự tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh. Sau 2 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 và những giải pháp lớn mà Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và tập thể lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất, cho thấy thành phố đã đi đúng hướng. Ưu tiên lớn nhất lúc này là phải giữ đúng khoảng cách trong tất cả các hoạt động lấy mẫu, xét nghiệm, tổ chức tiêm vaccine, sản xuất kinh doanh, chấm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia 2021. Với mục tiêu không để người lao động thời vụ và người khó khăn bị ảnh hưởng vì dịch, các quận huyện đã chủ động ứng tiền và kêu gọi nhà hảo tâm tài trợ tiền và hàng hóa. Đến nay đã hỗ trợ 45.000 người với kinh phí là 70 tỷ đồng. Về vaccine phòng COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, Chính phủ đã ưu tiên cho thành phố Hồ Chí Minh số lượng lớn vaccine nhập về Việt Nam. Các điểm tiêm chủng phải thực hiện nghiêm các quy định, đặc biệt là bảo đảm khoảng cách, không được tập trung đông người. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức cuộc họp trực tuyến với các cơ sở y tế về dự kiến triển khai kế hoạch chiến dịch tiêm chủng đợt 5 vaccine phòng COVID-19 với số lượng dự kiến là 1,1 triệu liều vaccine. Dự kiến trong tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhận được 1 triệu liều vaccine từ nguồn tài trợ của Hoa Kỳ theo cơ chế COVAX và 100.000 liều AstraZeneca từ nguồn tài trợ của chính phủ Nhật Bản. Thành phố sẽ ưu tiên tiêm cho người dễ bị tổn thương và nằm trong các vị trí nguy cơ cao đến rất cao trên địa bàn quận huyện. Ngoài ra còn các nhóm theo nghị quyết số 21. Dự kiến hoạt động tiêm chủng sẽ được diễn ra trong thời gian từ 2 đến 3 tuần tại khoảng 630 điểm tiêm chủng trên toàn thành phố. Kể từ ngày hôm nay 11 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai chiến lược lấy mẫu xét nghiệm mới, gõ cửa từng nhà để lấy mẫu xét nghiệm. Việc thực hiện lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn thành phố sẽ được phân chia theo từng khu vực với nguy cơ khác nhau, nhưng đều thực hiện theo hình thức cuốn chiếu với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà để bảo đảm việc tầm soát diện rộng đạt hiệu quả cao, bảo đảm tất cả các hộ dân đều có đại diện tham gia lấy mẫu.
Tại các điểm lấy mẫu trong ngày hôm nay, công tác lấy mẫu được triển khai thực hiện nghiêm túc với sự phối hợp tuân thủ các quy định phòng chống dịch của người dân cũng như các lực lượng chức năng lấy mẫu. Trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 như thế này, việc hỗ trợ thực phẩm cho những người có hoàn cảnh khó khăn là vấn đề được Ủy ban Nhân dân TP.HCM đặc biệt chú trọng. Với mô hình chuỗi siêu thị mini không đồng được triển khai những ngày qua trên địa bàn thành phố, Sở Công Thương cho biết sẽ tạo điều kiện hoạt động, thậm chí là cần được nhân rộng để tiếp tục chung tay cùng thành phố hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch. Chị Trần Thị Giáng Thu, phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM, chồng đi làm phụ hồ xa nhà, một mình chị phải đi bán vé số, lo từng bữa cơm cho hai đứa con nhỏ bị bệnh ở nhà. Nghe thông tin toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội, chị Thu không khỏi bàng hoàng, bởi đơn giản không được đi bán vé số thì cả nhà chị không biết sẽ sống như thế nào. Thế nhưng bữa cơm chiều nay của gia đình chị có lẽ sẽ tươm tất hơn bao giờ hết, bởi hôm nay chị được đi siêu thị. Cái vé này thì của phường cho, dạ. Thì bột ngọt, đường, gạo rồi về cho mấy cháu đó. Chắc được cũng nửa tháng. Thoải mái lắm, thấy ở đây cho vậy là được vừa lòng lắm. Cũng như mình cần những cái gì mà mình mua không có đó, giờ đây thì chị em cô chú vừa cho thì mừng lắm rồi. Với mỗi tấm vé nghĩa tình như thế này, người dân có hoàn cảnh khó khăn sẽ được thoải mái đi siêu thị, lựa chọn miễn phí những món đồ cần thiết cho gia đình với mệnh giá không vượt quá 400.000 đồng. Mô hình này do Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị đồng hành triển khai, với hơn 11 siêu thị đặt khắp các quận trên địa bàn TP.HCM. Khi triển khai cái này, chúng tôi họp rất là kỹ, phân công chức năng nhiệm vụ, từng năm y tế làm gì, rồi bên logistics làm gì, bên mua hàng, rồi phân mà nhân viên chúng tôi trong lúc này thì đang đóng cửa, thì các bạn đi bán, bây giờ đi bán siêu thị, rồi phục vụ bà con. Chúng tôi chỉ mong rằng là còn có thể là triển khai tiếp, giúp đỡ được bà con chừng nào được tốt chừng đó. Và nếu có nguồn quỹ còn sự đóng góp bên ngoài thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai chương trình này cho đến hết khi không còn sự đóng góp. Trong thời gian tới, dự kiến chuỗi siêu thị mini không đồng sẽ được mở rộng thêm tại các quận Bình Thạnh, quận 6, quận 8, quận 1 cùng với nhiều địa bàn khác trên toàn thành phố. Và những người có hoàn cảnh khó khăn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ để yên tâm cùng thành phố vượt qua đại dịch. Nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động nghèo ở TP.HCM đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, tỉnh đoàn Quảng Bình đã phát động chương trình Cháo canh Quảng Bình, bữa sáng nghĩa tình cho người cách ly để góp sức cùng nhân dân TP.HCM từng bước vượt qua đại dịch COVID-19. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại tỉnh Quảng Bình. Từ sáng sớm, nhiều bạn đoàn viên thanh niên ở thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã có mặt tại các chợ để lựa chọn nguyên liệu cho món ram cuốn, một đặc sản của người dân Ba Đồn. Đây là hoạt động nằm trong chương trình hỗ trợ bữa ăn sáng, cháo canh Ba Đồn cho các điểm đang phong tỏa, cách ly tập trung tại TP.HCM. Mấy chị em trong đoàn là sáng đi chợ sớm cho những miếng thịt ngon nhất. Và đồ nói chung là gửi hết tình cảm của mình đó. Nhiều người nên là một người một tay nên là làm cũng rất là nhanh ạ. Suất ăn sáng bao gồm các nguyên liệu để chế biến món cháo canh như bột gạo thành sợi, tôm khô, ram cuốn Ba Đồn và gói gia vị được đóng gói sẵn, kèm theo hướng dẫn cách chế biến, bảo quản và sử dụng. Mỗi gói như vậy đủ cho 5 người trong một bữa sáng. Dự kiến sẽ có khoảng 10.000 suất ăn sáng bằng cháo canh gửi người lao động nghèo tại TP.HCM. Chúng tôi kêu gọi ủng hộ, lan tỏa cái tình yêu thương, tương thân tương ái của người dân Quảng Bình đến người dân TP.HCM. Là địa phương đầu tàu kinh tế của cả nước và là có những cái hoạt động hỗ trợ giúp đỡ người dân Quảng Bình hết sức là tình cảm trong cái đợt lũ lụt lịch sử năm 2020. Cùng với chương trình Người Quảng Bình góp cá chia sẻ với TP.HCM, chương trình Cháo canh Quảng Bình, bữa sáng nghĩa tình cho người cách ly là tấm lòng của người dân Quảng Bình gửi những yêu thương và tiếp sức giúp nhân dân vùng tâm dịch TP.HCM vững tin vượt qua khó khăn, sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, 1.953 là số ca nhiễm COVID-19 trong ngày hôm nay tại nước ta. Tình hình dịch tại TP.HCM vẫn diễn biến hết sức phức tạp với số ca tăng cao từng ngày. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết ngay sau đây.
Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 11 tháng 7, Việt Nam ghi nhận thêm 1.953 ca mắc COVID-19 mới, gồm 8 ca nhập cảnh được cách ly ngay và 1.945 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay có thêm 4 ca tử vong do COVID-19 trên bệnh nhân cao tuổi. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 29.816 ca. Trong ngày có thêm 71 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy, số ca điều trị khỏi hiện là 9.275 ca, số ca tử vong là 116 ca. Để phòng chống dịch bệnh, người dân hãy tiếp tục thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Hôm nay, thành phố Đà Nẵng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1.300 người, phát hiện thêm 5 ca dương tính với COVID-19. Cả 5 trường hợp này đều liên quan đến bệnh nhân nhiễm COVID-19 được phát hiện vào chiều ngày 10 tháng 7 tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Trong 5 ca mắc mới COVID-19 được phát hiện tại thành phố Đà Nẵng, có 2 trường hợp tại khu công nghiệp An Đồn. Hiện lãnh đạo khu công nghiệp An Đồn đã cho cán bộ công nhân thực hiện phương châm 3 tại chỗ, gồm ăn tại chỗ, ngủ tại chỗ, làm tại chỗ, chủ động điều phối 150 nhân lực tiếp tục làm việc để duy trì sản xuất. Tuy nhiên, theo đại diện Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, thì lãnh đạo khu công nghiệp An Đồn cần những hướng dẫn chuyên môn khi thực hiện 3 tại chỗ. Thì đây là một trong những cái mà cái đơn vị sẽ triển khai gần như thí điểm lần đầu tiên là 3 tại chỗ đó. Tuy nhiên, cũng đề nghị là đây là một cái mới, cho nên là cái việc mà hướng dẫn về chuyên môn đối với y tế là rất quan trọng. Từ cái việc xử lý rác thải, từ các cái sinh hoạt cũng như là các cái quy chế để mà phối hợp làm thế nào chúng ta tránh cái việc lây lan khi mà ở trong một cái thực hiện theo cái doanh nghiệp mà theo cái mô hình 3 tại chỗ. Trước diễn biến dịch COVID-19, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu ngành y tế thành phố phối hợp với địa phương tiếp tục điều tra các trường hợp F1, F2 để xét nghiệm sớm phát hiện ca nhiễm mới và xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo trung thực khi từ các tỉnh khác về thành phố Đà Nẵng. Chiều nay, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa ra quyết định giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với quận Ninh Kiều và Cái Răng trong 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 12 tháng 7. Các quận huyện còn lại của thành phố Cần Thơ sẽ thực hiện theo chỉ thị số 15. Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu người dân hai quận Ninh Kiều và Cái Răng chỉ ra ngoài trong những trường hợp cần thiết như mua lương thực thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại nhà máy cơ sở sản xuất. Trước đó, thành phố Cần Thơ ghi nhận một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn là một phụ nữ buôn bán tại chợ Tân An, quận Ninh Kiều và 2 trường hợp nghi nhiễm tại Hậu Giang và Bạc Liêu nhưng có yếu tố dịch tễ liên quan đến thành phố Cần Thơ. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai phối hợp với Sở Y tế vừa đi kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan đến công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 số 2 của tỉnh, đặt tại ký túc xá cơ sở 3 trường Đại học Lạc Hồng, thành phố Biên Hòa. Bệnh viện Dã chiến số 2 sẽ tiếp nhận những bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng hoặc bệnh nhẹ để chăm sóc điều trị. Nếu bệnh nhân chuyển nặng sẽ được chở đến các bệnh viện chuyên điều trị COVID-19 của tỉnh. Hôm nay, các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai tiếp tục khảo sát và sẽ triển khai thêm bệnh viện dã chiến số 3 tại cơ sở 2, trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh với công suất dự kiến là 550 giường, có thể nâng lên 650-700 giường khi cần thiết. Hôm nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức lễ tiếp nhận tiền ủng hộ Quỹ Vaccine Việt Nam do cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan quyên góp với số tiền gần 1,5 triệu bạt Thái, tương đương với hơn 1 tỷ đồng. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm, nghĩa cử, đồng lòng, sẻ chia của bà con người Việt Nam tại Thái Lan với quê hương đất nước. Đây là nguồn động viên khích lệ rất ý nghĩa đối với người dân trong nước trong nỗ lực chung tay cùng vượt qua đại dịch COVID-19. Số tiền quyên góp của bà con sẽ được chuyển tới Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài để chuyển tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Những ngày gần đây thì ở Thái Lan là trung bình mỗi ngày là hơn 9.000 ca và khả năng nó sẽ còn tăng hơn nữa. Chủ yếu là biến thể Delta rất nguy hiểm. Thì bà con cộng đồng người Việt ở Thái Lan thì cũng đang phải chịu đựng rất nhiều khó khăn của dịch bệnh. Tuy nhiên thì hưởng ứng cái lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì bà con đã rất là đồng tình và nhiệt tình hỗ trợ một tài khoản hơn 1 tỷ đồng Việt Nam để hỗ trợ cho quỹ vaccine của chúng ta. Đây là một nghĩa cử hết sức là cao đẹp và một cái
tấm lòng yêu nước và cái tấm lòng hướng về quê hương của những người con xa xứ ở Thái Lan. Đại sứ Phan Chí Thành cùng cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan hy vọng với nỗ lực và sự đóng góp chung sức đồng lòng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, sự hỗ trợ của bè bạn quốc tế, Việt Nam sẽ sớm kiểm soát và đẩy lùi được dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân và giúp đất nước tiếp tục phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Nhân dịp này, Đại sứ Phan Chí Thành đã thay mặt Quỹ phòng chống dịch COVID-19 Việt Nam chuyển số tiền 8.000 đô la Mỹ để hỗ trợ các trường hợp bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh trong cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan. Để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, thực hiện sớm mục tiêu tiêm vaccine miễn phí cho toàn dân nhằm đạt được sự miễn nhiễm cộng đồng. Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 779 QĐ-TTG ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Quỹ vaccine với sứ mệnh huy động tổng hợp nguồn lực đóng góp xã hội để chia sẻ với ngân sách nhà nước nhằm phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước. Sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên nguyên tắc đảm bảo sự tự nguyện đóng góp, hoạt động công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật, thuận lợi nhất cho việc đóng góp. Chung tay phòng chống dịch COVID-19, người dân hãy đồng hành cùng chính phủ bằng cách ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19. Tài khoản tiếp nhận tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tài khoản tiếp nhận tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Và tài khoản nhận tiền từ nước ngoài. Quý vị cũng có thể nhắn tin góp tiền mua vaccine theo cú pháp COVID-NK gửi 1408. Ý Đảng, lòng dân đã hòa làm một, trở thành động lực quan trọng giúp dân tộc ta đã và sẽ vượt qua những khó khăn thử thách. Ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 cũng là góp phần bảo vệ mình trước đại dịch. Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Nam. Mới đây, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã làm lễ xuất quân tăng cường cán bộ chiến sĩ trong Bộ đội Biên phòng Kiên Giang làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới quốc gia và tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định điều động 40 cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Với tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào của người lính Cụ Hồ, các chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ với quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Khi được tăng cường vào biên giới Kiên Giang, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tại lễ xuất quân, lãnh đạo Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã biểu dương tinh thần sung phong của cán bộ chiến sĩ, đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện cái mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định tổ chức cho 40 cán bộ chiến sĩ tiếp tục lên đường thực hiện cái nhiệm vụ tăng cường cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty Điện lực Đắk Lắk liên tục nhận được phản ánh của khách hàng khiếu nại về tình trạng bị đòi nợ tiền điện qua các đầu số điện thoại lạ. Theo ghi nhận của ngành điện lực Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay đã có ít nhất 82 cuộc gọi giả danh các cơ quan chức năng, nhân viên ngành điện lực để đòi nợ tiền điện, gây ảnh hưởng xấu và tâm lý lo lắng của nhiều khách hàng sử dụng điện. Nhiều người tiêu dùng phản ánh đến bộ phận chăm sóc khách hàng của ngành điện tỉnh Đắk Lắk cho thấy các hành vi lừa đảo thường là gọi điện giả danh các cơ quan chức năng, nhân viên ngành điện lực để đòi nợ tiền điện, dọa cắt điện nếu không nộp tiền, nên người tiêu dùng nhanh chóng thanh toán tiền điện hoặc chuyển tiền vào tài khoản do họ cung cấp. Sự việc đang có chiều hướng gia tăng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội. Tức là trước cái thời gian đấy là thấy điện, nhưng mà sau mình đóng rồi cũng vẫn thấy, tức là cái số điện bữa trước là gọi lại thì gia đình mới nghi vấn, cho nên là thấy là cái số điện này là nó không thật,
Thì gia đình nói là chắc có lẽ là giá dân. Cả cái thông tin về dịch vụ điện ấy, thì chỉ có tiếp nhận qua cả cái kênh chính thống của điện lực truyền thống từ xưa đến nay. Thì trong trường hợp mà khách hàng có cần hỗ trợ trong trường hợp này thì khách hàng có thể gọi đến trung tâm chăm sóc khách hàng 1900 1909 và các cái kênh thông tin truyền thống khác để điện lực sẽ được hỗ trợ cho khách hàng. Qua nắm thông tin và điều tra của cơ quan công an tỉnh Đắk Lắk, các cuộc gọi điện giả danh này đa số được thực hiện tự động thông qua SIM điện thoại rác, các phần mềm tự động. Đây là hành vi lừa đảo công nghệ cao và chưa thể xử lý dứt điểm. Công ty Điện lực Đắk Lắk cũng đề nghị khách hàng chỉ thanh toán tiền điện theo các kênh đã đăng ký trước đó với ngành điện để phòng ngừa rủi ro. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước tối nay và tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với những tin tức quốc tế qua phần trình bày của biên tập viên Thanh Huyền. Vâng, xin cảm ơn chị Khánh Thư. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin GMT Cộng 7. Những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây. Phát hiện ca mắc biến chủng Delta đầu tiên ở Phuket, Thái Lan. Đảm bảo nguồn cung thực phẩm trong giãn cách xã hội. Lũ lụt nghiêm trọng tại Tây Nam Trung Quốc. Thưa quý vị, lãnh đạo cơ quan y tế công cộng của Phuket, Thái Lan vừa xác nhận tỉnh này đã phát hiện bệnh nhân đầu tiên mắc biến chủng Delta. Ca mắc biến chủng Delta đầu tiên được phát hiện tại Phuket giữa lúc giới chức trách tỉnh này quyết định đóng cửa toàn bộ trường học cho tới ngày 23 tháng 7. Bệnh nhân mắc biến chủng Delta là một doanh nhân người nước ngoài sống tại Phuket, nghi bị lây nhiễm virus từ một du khách đến từ Bangkok. Những người tiếp xúc với bệnh nhân này đều đang được cách ly. Tổng cộng đã có 10 ca mắc COVID-19 được ghi nhận vào ngày 10 tháng 7 tại Phuket, cao nhất trong những ngày gần đây tại tỉnh này, gây ra nhiều lo ngại. Phần lớn bệnh nhân đều là công dân Thái Lan tới từ các tỉnh khác. Cho tới nay, 3 biến chủng đã được xác định tại Phuket và phần lớn là biến chủng Alpha được xác định lần đầu ở Anh. 6 ca bệnh trong số đó mắc biến chủng Beta, xác định đầu tiên ở Nam Phi và 1 ca mắc biến chủng Delta. Bộ Y tế Lào cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 89 ca mắc COVID-19 mới, gồm 86 ca nhập cảnh được cách ly ngay và 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại tỉnh Viêng Chăn và 1 ca ở tỉnh Luang Nam Tha. Theo Bộ Y tế Lào, lượng lao động Lào ở Thái Lan trở về nước tăng cao, tạo ra áp lực trong việc tiếp nhận và phân bổ cách ly. Điều này đã khiến cho một số tỉnh biên giới, trong đó có tỉnh Champasak, bị quá tải với lượng bệnh nhân mắc COVID-19. Trước tình hình này, chính phủ Lào tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với hoạt động xuất nhập cảnh nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép, tăng cường các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tại các khu cách ly, đặc biệt là tại các địa điểm tiếp nhận lao động Lào về nước. Mỹ đang hối thúc các nước G20 phải tăng cường đảm bảo phân phối công bằng vaccine. Đây là điều tối quan trọng, nhất là trong bối cảnh xuất hiện nhiều biến thể nguy hiểm mới của virus SARS-CoV-2, đe dọa gây ra làn sóng bùng phát mới, cũng như cản trở các nỗ lực phục hồi kinh tế toàn cầu. Phát biểu với phóng viên sau cuộc họp G20 tại Italia, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thừa nhận việc hợp tác và chia sẻ vaccine là con đường tốt nhất để đẩy nhanh tiến trình tiêm chủng đồng đều trên toàn thế giới. Bà Yellen cho rằng mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực tài chính để đưa vaccine đến với các nước đang phát triển, nhưng thế giới vẫn cần phải làm nhiều hơn nữa để ứng phó dịch bệnh trên bình diện toàn cầu. Để làm được điều đó, Mỹ và các nước còn lại trong G20 cần nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phải phối hợp hành động cùng nhau để hướng tới mục tiêu sẽ có 70% dân số thế giới được tiêm phòng vào cuối năm sau. Australia vừa công bố ca tử vong đầu tiên do COVID-19 trong năm nay và 77 ca mắc mới tại bang New South Wales. Đây là số ca mắc mới trong ngày cao nhất tại quốc gia này kể từ đầu năm đến nay. Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian dự báo số ca mắc COVID-19 tại bang đông dân nhất của Australia sẽ vượt 100 ca vào ngày 12 tháng 7. Ông cũng dự kiến số ca mắc trong và xung quanh thành phố Sydney sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Thành phố lớn nhất Australia hiện đang thực hiện lệnh phong tỏa trong 3 tuần. Với 33 ca trong số các ca mắc mới là lây nhiễm trong cộng đồng, nhà chức trách khả năng sẽ gia hạn lệnh phong tỏa hơn 5 triệu cư dân Sydney và các khu vực lân cận. Một ngày trước đó,
bang New South Wales ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao nhất từ đầu năm đến nay với 50 ca. Thưa quý vị, hơn một năm rưỡi qua, cả nhân loại đã và đang phải gồng mình chống đại dịch COVID-19 và sự xuất hiện của biến thể Delta càng khiến cho cuộc chiến ấy trở nên khó khăn. Nhiều thành phố vừa dục dịch tái mở cửa thì đã phải vội vã đóng lại do lo ngại dịch bệnh bùng phát. Sống trong tình cảnh phải giãn cách xã hội, không ít người dân lo âu về nguy cơ, chưa chết vì dịch, đã chết vì đói. Đó là nguyên nhân của việc nhiều kệ hàng trong các siêu thị và bách hóa thường trống trơn chỉ vài giờ trước khi giãn cách xã hội. Làm sao để bảo đảm được nguồn cung thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân vẫn luôn là bài toán khiến giới chức nhiều nước phải đau đầu. Trong bối cảnh đó, thì Trung Quốc, nơi được cho là xuất phát điểm của virus SARS-CoV-2, đã làm rất tốt việc đảm bảo nguồn thực phẩm cung cấp đến tận tay người dân một cách an toàn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem giới chức nước này đã giải bài toán cung ứng thực phẩm như thế nào giữa đại dịch COVID-19. Đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 khởi phát ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Sau đó, dịch bệnh nhanh chóng lan rộng ra cả nước. Việc đáp ứng nhu cầu cơ bản là lương thực thực phẩm cho người dân lúc này là cực kỳ quan trọng, đặc biệt là những người phải cách ly y tế. Do đó, chính phủ Trung Quốc ngay lập tức đã kêu gọi nông dân đẩy mạnh trồng rau, mở đường cho xe tải giao hàng để đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho các khu bị phong tỏa vì dịch bệnh. Suốt thời gian xảy ra đại dịch, nông dân ở khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc vẫn liên tục sản xuất nhằm đảm bảo duy trì liên tục nguồn cung thực phẩm cho các thành phố. Nhờ vậy mà khu chợ đầu mối nông sản Silian ở phía bắc thành phố Urumqi, thủ phủ của Tân Cương, vẫn luôn đầy ắp rau củ. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các nhu yếu phẩm hàng ngày như thịt, gạo, dầu ăn nhìn chung được dự trữ đủ ở các thành phố lớn trên cả nước. Đặc biệt, nhà chức trách Trung Quốc đã mạnh tay xử lý những trường hợp tăng giá trong đợt dịch này để làm gương. Với hàng triệu người bị cách ly, việc đáp ứng các nhu cầu cơ bản, chủ yếu là thực phẩm, được thực hiện dưới nhiều hình thức. Ví dụ như tại thành phố Cát Lâm, đợt dịch thứ hai bùng phát đã khiến chính quyền có những biện pháp hiệu quả. Người dân trong khu vực phong tỏa cần phải ở nhà, thực phẩm và đồ dùng thiết yếu sẽ được chuyển đến các hộ gia đình 3 ngày một lần nhờ các tình nguyện viên và nhân viên cộng đồng. Tại những khu vực ít nguy cơ hơn, mỗi gia đình sẽ được cấp giấy cho phép một người được ra ngoài để mua sắm nhu yếu phẩm mỗi ngày. Nếu vẫn lo lắng về nguy cơ dịch bệnh, các hệ thống siêu thị cũng sẵn sàng vận chuyển và giao hàng không tiếp xúc với các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt. Mỗi ngày, chúng tôi đều giao thực phẩm và nhu yếu phẩm phục vụ khách hàng. Các tình nguyện viên sẽ đặt túi hàng ở khu vực trống và thông báo cho khách hàng đến nhận, đảm bảo khoảng cách an toàn. Hệ thống các siêu thị, cửa hàng thực phẩm cũng được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ hàng hóa trong trường hợp khẩn cấp. Chúng tôi đã dồn mọi nguồn lực trong chuỗi cửa hàng, siêu thị của mình để tập trung cung ứng hàng hóa cho khu vực có dịch. Nhờ đó, nguồn hàng cũng như giá cả được giữ ổn định. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng nỗ lực để đảm bảo đa dạng các thực phẩm, đặc biệt là rau củ quả. Thành phố đã tăng lượng nhập khẩu từ 800 tấn mỗi ngày như thường lệ lên khoảng 1.800 tấn. Chúng tôi cũng tăng cường huy động thịt, trứng và sữa, cũng như gạo, bột mì và dầu. Nhìn chung, nguồn cung các mặt hàng này sẽ tăng từ 15 đến 35%. Nhờ hàng loạt biện pháp đồng bộ, nguồn cung và giá cả lương thực tại các thành phố bị phong tỏa ở Trung Quốc vẫn ổn định. Thậm chí, khi thành phố Vũ Hán, nơi khởi phát dịch COVID-19 bị phong tỏa trong thời gian dài, hàng chục triệu cư dân vẫn không hề bị thiếu hụt lương thực thực phẩm. Nhiều chuyên gia nhận định, đây có thể là bài học kinh nghiệm để các nước áp dụng. Chắc chắn rằng, trong đại dịch, tất cả chúng ta sẽ chỉ hạn chế đi lại mà không phải hạn chế bữa ăn mỗi ngày. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Mưa lớn liên tục trong mấy ngày qua đã gây ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở khu vực Tây Nam Trung Quốc, khiến hàng chục nghìn người phải đi sơ tán. Mực nước ở nhiều con sông thuộc tỉnh Tứ Xuyên đã lên cao nhất trong một thập kỷ, cuốn trôi nhiều thuyền bè và phá hủy nhiều nhà cửa mùa màng. Tại thành phố Ba Trung ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, mưa lớn liên tục trong 2 ngày 9 và 10 tháng 7 đã khiến giới chức địa phương phải di tản hơn 21.000 người dân tại đây.
Mưa lớn cũng đã khiến nước tại tất cả các con sông ở Tứ Xuyên dâng cao, một số nơi đã lên mức cao nhất trong gần một thập kỷ. Đã có hơn 4.500 hecta hoa màu bị nước nhấn chìm và hơn 200 ngôi nhà bị lũ tàn phá. Giao thông tại nhiều nơi gián đoạn do lở đất. Dự báo vào tối ngày 11 tháng 7, mưa lớn sẽ đổ bộ vào khu vực miền Bắc Trung Quốc, trong đó có thủ đô Bắc Kinh. Cơ quan khí tượng đã ban bố mức cảnh báo vàng, mức cao thứ 3 trong thang cảnh báo 4 cấp độ ở Trung Quốc, cho đợt mưa được cảnh báo là lớn nhất tại thành phố này trong năm nay. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ vừa cho biết một vụ tai nạn xe chở người di cư đã xảy ra ở miền đông nước này, khiến 12 người thiệt mạng và 26 người bị thương. Vụ tai nạn xe chở người di cư xảy ra vào tối mùng 10 tháng 7 tại huyện Muradi, tỉnh Van của Thổ Nhĩ Kỳ giáp danh với Iran, khi chiếc xe buýt bị lật và bốc cháy dữ dội. Những người thiệt mạng gồm 11 người di cư và một đối tượng tổ chức hoạt động vận chuyển người di cư trái phép. Những người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện, trong khi chủ chiếc xe buýt đã bị cảnh sát bắt giữ. Thổ Nhĩ Kỳ là điểm trung chuyển chính đối với những người di cư từ Iran, Afghanistan và Pakistan trong hành trình dài sang châu Âu. Họ thường đi bộ qua biên giới Iran để đến Thổ Nhĩ Kỳ trước khi được đưa đến các thành phố phía tây nước này như Istanbul và Ankara. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin GMT+7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.